Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và Thu Loan xin trân trọng được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là giai đoạn trẻ tập ngồi bô và thứ ba là giai đoạn trẻ đến trường. Có nuôi con thì mới hiểu lòng cha mẹ vất vả như thế nào. Có rất nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy là nhói lòng khi thấy con mình rất là sợ hãi và đau rát khi đi tiêu và con sợ đi tiêu hoặc mí nhịn đi tiêu. Và họ đã tìm rất nhiều cách để chữa trị cho con nhưng vẫn không hiệu quả bởi vì họ không hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và không tìm ra cái phương pháp đúng cách để chấm dứt tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả. Và chứng táo bón kéo dài này đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến trẻ và đặc biệt gây ra tâm lý lo lắng và sợ hãi cho cả gia đình. Chính vì điều đó, trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là Thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương My, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức, sẽ giúp các cha mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi chương trình có nhận được email của mẹ Hưng Liên ở Nam Định. Nội dung email như sau: Em chào bác sĩ, em có một vấn đề khó khăn liên quan đến con nhỏ của em, bé gái 6 tháng tuổi, mong được bác sĩ trợ giúp. Cháu 6 tháng tuổi và vừa mới tập ăn dặm. Hiện nay cháu đang gặp vấn đề khó khăn mỗi khi đi tiêu là cháu bị đau rát, chảy máu và rất sợ đi tiêu. Em đã tìm hiểu một số phương pháp cho con như là uống nước, bổ sung thêm rau xanh cho con rồi mà vấn đề vẫn không thuyên giảm. Và mỗi lần nhìn thấy con đi tiêu sợ hãi và khóc lóc như vậy thì em vô cùng lo lắng và không biết làm như thế nào. Em rất mong được sự trợ giúp của bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn. Thì chuyên gia có thể cho biết ý kiến về vấn đề này được không ạ? Về vấn đề của bé gái nhà mẹ Hương Liên thì thứ nhất đối với bé đang 6 tháng tuổi, đang ăn dặm, đúng không ạ? Thì thứ nhất đối với bé là mấy câu hỏi của mẹ thì chưa được rõ ràng cho lắm. Thứ nhất đối với vấn đề là có thể là đối với những bé mà ăn sữa ngoài cũng dễ gây táo bón hơn so với những bé mà ăn sữa mẹ. Và đến bây giờ bé có hiện tượng do trong quá trình ăn dặm mẹ cho bé ăn sai cách là một. Thứ hai nữa là do mẹ cho ăn có thể với cái lượng quá nhiều. Đấy, cũng dẫn đến một phần bé sẽ gây cho bé tình trạng táo bón. Đấy. Và thứ ba nữa là trong quá trình từ bé đến lớn, có thể là trước đây bé đã đi vệ sinh khó rồi nhưng mà mẹ không chú ý. Đấy, có những bạn tầm 3 tháng đã đi vệ sinh gọi là tầm 7-8 ngày mới đi một lần. Có thể lúc đấy phân nó không cứng, phân nó vẫn bình thường nhưng mẹ cho rằng đấy là vấn đề bình thường. Đến khi ăn dặm mới thấy cái hiện tượng con đau, con rát thì mới nghĩ rằng lúc khi đấy con bị táo bón. Như thế là mẹ đã có quá trình dài rồi mà mẹ không biết. Thế nên khi việc bổ sung thêm nước và bổ sung thêm chất xơ của mẹ hiện tại bây giờ có thể vẫn chưa đủ đối với con. Có thể chưa đúng với cái liều lượng mà con cần ở thời điểm hiện tại. Thế nên cũng vẫn dẫn đến là bé vẫn không có hiện tượng thuyên giảm. Thưa chuyên gia thì chuyên gia có thể nói rõ hơn về nguyên nhân khiến cho trẻ bị táo bón và đặc biệt trong trường hợp này là bé vừa mới làm quen với việc ăn dặm. Các bé bị táo bón thường ở cái giai đoạn là khi mà bú sữa mẹ hoàn toàn ạ thì luôn nói trước nó là giai đoạn bé sẽ bị táo bón, nó sẽ tầm khoảng độ 6 đến 8 ngày, thậm chí có những bé 10 ngày mới đi một lần. Thứ nhất nguyên nhân nó có thể là do nhu động ruột của con. Nhu động ruột của con nó chưa hoàn thiện dẫn đến là cái việc tống phân ra ngoài rất là khó khăn. Nó tích tụ lại trong đại tràng, khi nó đầy cảm giác nó ứ động lâu ngày quá nó mới đào thải phân ra ngoài thì thế này nó sẽ là táo bón dài ngày. Đấy. Thứ hai nữa là bé lượng ăn hàng ngày của bé quá ít, không đủ so với nhu cầu của bé. Thường những bé như thế là rất là chậm tăng cân. Đấy. Cũng dẫn đến là tạo phân phân ít thì bé cũng vài ngày bé mới đi một lần. Đấy là hai. Thứ ba nữa có thể là do bé có bị các bệnh bẩm sinh. Bệnh bẩm sinh đây rất ít bé gặp nhưng không phải là không có. Nó là những bệnh là dài đại trực tràng. Dài đại tràng nghĩa là khi đại tràng nó dài đó thì phân phân này nó tích tụ lâu thì nó sẽ lâu đi. Thứ hai là phình đại trực tràng thì trường hợp này nó ít thôi, không nhiều lắm. Đó. Còn đối với những bạn mà đang trong quá trình bắt đầu ăn dặm như thế này thì đa phần là do gia đình mình cho ăn dặm sai cách là dẫn đến cái vấn đề táo bón của con. Khi mà ăn dặm sai cách có nghĩa là sao?
cái lượng ăn lúc đầu những tầm nặng các bạn 4-5 tháng ấy, có những bạn gọi là tình trạng háo ăn. Đấy, thành ra là các mẹ nghĩ rằng là ăn dặm vào là để lấy năng lượng từ cái ăn dặm đó cho con ngay tức thì là một. Thứ hai là thấy bạn háo ăn là cứ cho ăn thật nhiều, dẫn đến một phần là bé không tiêu hóa được cái lượng thức ăn đó, cũng dây lên một phần táo bón. Vấn đề nữa liên quan đối với bé đang ăn dặm đó chính là trong cái bát cháo của con đấy, trong cái bữa ăn dặm của con đấy, các thành phần dinh dưỡng nó không được đầy đủ, nó không được gọi là cân đối, dẫn đến là con cũng phần táo bón đấy nhá. Còn nữa là liên quan đến vấn đề chất xơ, như mẹ có hỏi là con có ăn rất nhiều rau xanh mà tại sao con vẫn táo bón. Chất xơ thì nó lại có hai loại là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Thì trong cái rau xanh đó thì đa phần nó sẽ là chất xơ không hòa tan, nhưng nó là như cái chổi quét rác ấy, nó quét nó chổi và nó bao phân để nó đưa phân ra ngoài. Còn cái vấn đề táo bón đa phần là do bé thiếu cái chất xơ hòa tan, nó nằm trong củ quả nhiều hơn. Thì có nghĩa là bố mẹ nên bổ sung cái phần chất xơ không hòa tan ở trong củ quả đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là bao giờ mình hướng dẫn các mẹ cho con ăn dặm là phải ăn đa dạng, có nghĩa hôm bữa này hôm phải bữa khác, thì khi đấy mới thành phần dinh dưỡng mới đủ được. Và theo chuyên gia thì khi mà trẻ bị táo bón như vậy thì người mẹ nên làm gì để có thể cải thiện cái tình trạng đó của con tốt nhất ạ? Đối với bé như nhà mẹ Hương Liên này là những bé 6 tháng tuổi đổ lại, từ sơ sinh đến 6 tháng thì những biện pháp để mà cải thiện vấn đề táo bón của con thì nó sẽ dễ dàng hơn so với những bé mà lớn hơn. Tại vì sao? Cái này phải tình trạng táo bón của con nó chưa gọi là nặng, mới chớm thôi thì nó dễ. Đầu tiên đối với những bé mà bú mẹ hoàn toàn mà đi phân gọi là vài ngày mới đi một lần như mình đã phân tích rồi đấy, thì trước hết là sẽ sử dụng biện pháp cơ học cho con, xoa bụng cho con hàng ngày, mỗi ngày khoảng 4-5 lần, nhưng vào lúc có nghĩa là không phải lúc no, với cách bữa ăn khoảng tối thiểu 1 tiếng đấy, thì xoa bụng theo đường chiều kim đồng hồ. Lúc xoa không phải xoa kiểu hời hợt thế này, mà xoa lúc ấn lúc nhả, lúc ấn lúc nhả, khi đấy sẽ tạo được cái nhu động ruột cho con, thì con sẽ dễ dàng tốn phân ra ngoài. Hoặc là có những bài tập dụng buổi sáng là gập chân cho con đấy, cũng là tạo một phần nhu động ruột nhé. Còn có trường hợp mà bắt đầu ăn dặm rồi thì khi đấy mình phải lưu ý đến cái vấn đề chế biến trong bữa ăn của con. Khi bắt đầu con ăn dặm sẽ phải ăn từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc. Có những bạn ăn đặc quá và thiếu nước cũng dẫn đến là gây táo bón. Từ ít đến nhiều ăn loãng đến đặc này, và từ ít thực phẩm đến đa dạng các nhóm thực phẩm khác nhau để bé làm quen dần. Bố mẹ phải hiểu rằng giai đoạn bắt đầu ăn dặm như là có đoạn bắt đầu sẽ từ 5 tháng rưỡi cho đến giai đoạn 7-8 tháng là giai đoạn con làm quen với đồ ăn mới, chứ không phải là con lấy năng lượng từ bữa ăn đó. Thế nên là cái việc ăn phải thận trọng đối với con. Dưới 1 tuổi càng cho con ăn dễ là tuân thủ được nguyên tắc bao nhiêu thì sau đấy thì mẹ nuôi con càng dễ dàng bấy nhiêu. Thì lưu ý vấn đề đấy. Còn vấn đề quay lại trở về vấn đề của mẹ Hương Liên thì con là hiện tại bây giờ con có đau giáp thì chắc là khả năng con sẽ từ cứng đầu phân. Thường giai đoạn này ít có những bạn bị cứng cả quân lắm. Đấy, nếu cứng cả quân đó là táo bón rất là nặng rồi nhé. Còn cứng đầu phân như vậy thì mẹ có thể bổ sung lượng nước mẹ bổ sung cho con là chưa đủ. Có thể đối với những bạn mà ăn sữa ngoài ấy, đấy cái giải pháp lại lộ lại một chút. Các bạn ăn sữa ngoài có thể là ông bà nghĩ rằng con ăn ít nên là pha đặc sữa lên, nó làm giảm cái sự thẩm thấu dẫn đến cũng một phần nguyên nhân táo bón. Có nghĩa là pha sữa phải đúng công thức đúng không ạ? Đúng công thức nhá. Và cái lượng nước mình sử dụng là bao nhiêu là phù hợp với bác sĩ? Lượng nước cho với bé tầm dưới 6 tháng tuổi với bố mẹ hoàn toàn thì thường khuyến cáo là sẽ không bổ sung thêm nước, mà nước đấy sẽ là từ sữa mẹ nhé. Sữa mẹ đấy thì là sữa mẹ. Còn đối với những bạn mà ăn sữa ngoài thì bổ sung mỗi ngày khoảng độ 100 nước thì là khoảng vừa đủ con. Thì tùy từng bạn nữa, có những bạn toát mồ hôi ra nhiều mồ hôi thì lượng nước bạn ấy phải bổ sung nhiều hơn so với những bạn là ít mồ hôi. Và cảm ơn chuyên gia rất nhiều vì những thông tin chia sẻ vô cùng hữu ích và thực tế vừa rồi ạ. Chắc hẳn là mẹ Hương Liên và quý vị khán giả đều có những nhận thức sâu sắc rõ hơn về chứng táo bón của trẻ và những nguyên nhân gốc rễ tại sao dẫn đến chứng táo bón của trẻ, và đặc biệt là người mẹ có được những cái phương pháp can thiệp để giúp ngăn chặn tình trạng này một cách hiệu quả nhất. Để được tư vấn kỹ hơn, quý vị vui lòng xin liên hệ số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com.
Thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IBC Life đến đây là kết thúc và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo. Và đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IBC Life. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.